phu nhân. Cả tuần nguyệt vừa qua, cứ rảnh diệt binh thì phu nhân lại dành thời giờ cho bức họa. Thế bức họa đã xong chưa? Ta xem nào. Chẳng mấy chốc mà thay ngôi đổi chủ, mới chớp mắt thôi mà phải cảnh thù trong giặc ngoài. Bức tranh này mang dáng hình chiến thắng, nhưng sao nàng lại không họa thêm dáng vẻ của vợ chồng ta? Thiếp chỉ tô điểm mỗi ngày một ít nên chưa kịp hoàn thành, vì khắp Bắc Hà xảy ra cuộc đao binh. Khi tiếng khóc vạn dân sinh, nằm trong dòng lửa loạn trời Nam, biết liệu cách chi để chu toàn quốc sự, thế cuộc đổi dời lòng thêm ưu tư. Tiên đế thuở nào ghi chép bình thư, giải bậc anh hùng phải suy tính diệt công, dòng dõi tiên sông tìm anh đuốc quay không. Anh đuốc tiên liên mở đường quanh Na Liệt, hào kiệt đã chung tay xây đắp cơ đồ. Tây sơn thuở nào khi thế tung hô, trăm trận hiên ngang đuổi quân xâm ma lược, một bước chẳng rời dù nguy hiểm thập phương. Nàng vững niềm tin chiến thắng sẽ đến gần, bức tranh vẽ quê ta cảnh thanh bình kề cận, hy vọng rồi mai đây dân chúng được nhờ ký ức của Tây Sơn tay kiếm tay cờ, áo dài cờ đào dẹp loạn ngoại bang. Nếu giữ được đất nghệ và bảo vệ được trọn quyền quân chủ, nàng sẽ quay về thăm lại đất xưa cùng ta chứ? Có lẽ. Thiếp nhớ lại lúc Công Tiến đánh bại chục vạn quân Xiêm, khí thế Tây Sơn như vũ bão, nay sao trái ngược quá phu quân. Nhược bằng không giữ được đất Tây Sơn, không trọn gìn quốc tổ, thì chàng có chấp nhận hàng phục không? Sao nàng lại hỏi ta như thế? Anh hùng luôn sống đấu tranh cho nước dân quên mình, mang trên vai gấm vóc quê hương ân tình. Có hai con đường khi nguy biển không lùi bước, nàng trước ta sao giữ lòng thủy chung. Hai bờ sanh tử chỉ năm tràng lý đâu thai lòng, trong non sông đang lúng sôi như tờ gió. Năm tai hẹn rằng sống chung sống chết cùng chết, lời hứa ghi trong tất lòng thì xuân. Hơn chục năm sọc rưỡi đuổi giặc ngoại xâm, thì phụ nhân ơi tại sao nàng lại khóc? Sương lạnh đã làm mềm mái tóc của chinh nhân nữ kiệt anh hùng. Ta tạm biệt phu nhân để gớm mặn cứ sơn hà. Dạ, hãy bỏ xin ta từ đô đốc. Đô đốc phải kiên cường, đôi mắt chưa hờn cầm. Quân phù như mạnh lòng, ý nguyện đã nên đôi vợ chồng. Vì lời phụ quân hứa nên cam tình dân quê ly, chúc chàng sớm vinh quy trở về. Phụ nữ đất Nam thề chống giặc ngoại xâm, ưa đồng chung ly phiền sẽ phai màu tiết thành. Thiếp cảm động vì mình không.
quanh. Nước mắt lưng tròng vì lời hứa của phu quân. Ta mong rằng nước Nam sẽ trở lại cảnh thanh bình. Trong bức tranh thanh bình đó sẽ có ta và nàng. Ta trở về biến ai. Hãy dẫn vợ chồng Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đến đây. Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, này ta và Nguyễn Huệ, ai là người mưu trí? Hãy nói cho rằng ai đã quyền dùng đi thống nhất sơn hà. Thị Xuân hãy nói ra, nếu vui lòng ta sẽ buông tha. Mượn tay của giặc mà không mất mặt, thần nực tuổi thai cho ngôi vị hôm nay. Chưa tới lượt ngươi mà. Bà đô đốc Tây Sơn, bà hãy trả lời đi. Cả nhà bà đang nằm trong tay ta đó. Tất nhiên là ngươi hơn chúa công ta. Có thật vậy không? Thật chứ. Ngươi hơn chúa công ta vì trò bỉ ổi. Ngươi hơn chúa công ta cách quỳ mọt cúi đầu, lại cầu ngoại bang đã từng chà đạp trời Nam vì ngươi mà một lần nữa bọn chúng quay lại đây xéo giày Mã Tổ. Người Nam nắm tay nhau đuổi giặc, còn ngươi lại tiếp tay giặc hại nước dân vì muốn quyền cai trị. Chỉ mà cũng học đòi so sánh với tiên đế nhà ta hay sao? Ta khinh ngươi. Quả là trang ma phân lý lẽ như đồng, ý chí như kim sắc, ta ngưỡng mộ tấm lòng trung nghĩa rơi núi sông, lời nói cao xa chỉ về tài ba, dù ngôn luôn thành thần hăng tức cho dở mật. Quyền mình để Tây Sơn mãi mãi trong ta. Ta nắm ngôi trị nước thay đổi sơn hà, sẽ lập ra điều kiện mới luật lệ phải nghiêm chỉnh. Hoàng Diệu sẽ làm gương tự chuốc tai ương cho dân bước sâu chung. Muốn giết ta thì giết đại, chớ bài trò vô loại bị ổi vô nhân, không xứng đáng chỉ dân. Quân sĩ, ngươi muốn làm gì chàng? Ta muốn làm gì chàng à? Ta lột da hắn để làm gương cho tất cả. Phu quân, khắc ghi lời thề, ta nguyện bên nhau suốt đời, cùng chung đắm say hạnh phúc không rời. Đến nay biệt lìa, cam đành chung thân đáy mồ, nàng ơi quyết tâm sẽ không
không phải mơ. Việc xâm lấn quyết tâm tất cả, ngẩng đầu nhìn theo núi sông mà đào không tiếc thân sông. Chết nào sơn giang. Quân Tây Sơn khí khái lắm, nhưng ta không bỏ cuộc chơi này đâu. Ta sẽ chơi tiếp tục. Ta sẽ lấy sạp đấm quân vào thân của ả. Vậy đâu, hãy dùng ngựa đỏ mà chấm vào làm nuốt sống cho ta. Đi lên. Toàn dân hôm nay chứng kiến ta bị hành hình, ta xin lấy làm trân trọng. Hãy nhớ rằng Tây Sơn miền đất tổ, phố xuân là quê hương. Dù hôm nay ta không còn để gánh